ClickBuy hiện đã về nhiều iPhone 11 mới full box, bản quốc tế nguyên siêu chưa active, hỗ trợ hai SIM vật lý trong mức giá rẻ kinh hoàng. iPhone 11 64GB mới giá chỉ từ 14,9 triệu đồng. iPhone 11 mới 128GB giá chỉ từ 15,9 triệu đồng. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của hội anh em thích tự tay bóc tem, nói không với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, hàng rẻ nhưng phải thơm. Hãy đến ngay ClickBuy. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, iPhone 12 vuông như iPhone 5. Một công ty phụ kiện Mỹ khoe loạt ốp lưng mới gắn cùng mô hình được cho là iPhone 12 sắp ra mắt của Apple. Hình ảnh đăng bởi 9to5 Mac cho thấy loạt iPhone sử dụng ốp lưng của Sketch, một nhà sản xuất phụ kiện có tiếng của Mỹ, gồm 3 kích thước khác nhau. Đây có thể là các phiên bản 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch của loạt iPhone 12. Theo hình ảnh thì phần viền loạt iPhone mới có thiết kế vuông vắn như iPhone 5 thay vì là bo tròn như iPhone 11 Pro. Cạnh phải là phím nguồn khá lớn cùng khay gắn SIM. Cạnh trái vẫn là nơi đặt phím tăng giảm âm lượng riêng biệt và nút gạt chế độ bình thường im lặng. Phần đuôi máy đặt loa ngoài ở hai bên, cùng cổng Lightning ở giữa. Mặt sau là cụm camera 3 ống kính đặt theo dạng tam giác. Điều này trái ngược với một số tin đồn rằng mẫu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có camera 3 ống kính cùng cảm biến LiDAR ở 4 góc của cụm máy ảnh. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là mô hình và chi tiết này có thể thay đổi khi mà sản phẩm ra mắt chính thức. Những năm trước, Apple thường gửi mô hình cho các nhà sản xuất phụ kiện vào khoảng tháng 7 đến tháng 8. Năm nay dường như cũng không ngoại lệ, loạt iPhone 12 có thể ra mắt vào ngày 12 tháng 10 tới, muộn hơn một tháng so với những năm trước. Theo các thông tin rò rỉ thì máy sẽ có ít nhất là 4 phiên bản, gồm iPhone 12 5,4 inch, iPhone 12 Max 6,1 inch, iPhone 12 Pro 6,1 inch và iPhone 12 Pro Max 6,7 inch. Sản phẩm mới sử dụng màn hình OLED chip Apple A14 Bionic, có kết nối 5G, hỗ trợ cả băng tần sub 6 và mmWave. Nguồn tin từ DigiTimes cho biết rằng công ty có trụ sở tại Cupertino, Mỹ phải chia việc bán ra bộ 4 iPhone 12 thành 2 đợt, do bao mạch cho iPhone 12 và 12 Max Pro vẫn chưa sẵn sàng. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, BlackBerry thuê bạn của Nokia để sản xuất điện thoại. Sau khi chia tay TCL hồi đầu năm nay, BlackBerry đã đạt thỏa thuận giấy phép nhượng quyền với đối tác mới có tên là Onwa Mobility, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Texas. Onwa Mobility đã bắt đầu sản xuất smartphone mới cho BlackBerry nhưng không trực tiếp sản xuất mà thông qua FIH Mobile, một công ty con của Foxconn. Như đã biết thì FIH Mobile chính là công ty đang gia công các điện thoại dưới nhãn hiệu Nokia, và như vậy, điện thoại mới của BlackBerry sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng từ điện thoại Nokia về mặt kiểu dáng. Thông tin về smartphone mới còn khá ít. Theo Peter Franklin, CEO của Onwa Mobility, thiết bị sẽ mang nét đặc trưng về giá trị thương hiệu BlackBerry, từ trải nghiệm gõ phím đến bảo mật dữ liệu, và được bán tại Bắc Mỹ và châu Âu vào nửa đầu năm 2021. The Verge dự đoán điện thoại BlackBerry mới có thể hướng đến khách hàng doanh nghiệp, những người cần sử dụng điện thoại nhiều, muốn hoàn thành công việc nhanh và đảm bảo tính an toàn. Đây chính là những ưu điểm giúp điện thoại của BlackBerry thu hút người dùng trong quá khứ. BlackBerry, tiền thân là RIM, từng rất thành công với các mẫu điện thoại bàn phím QWERTY vật lý. Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2008, hãng từng khiến giới công nghệ mất ăn mất ngủ với loạt BlackBerry 7210, BlackBerry 7100T, BlackBerry 8700, BlackBerry Peer 8100, BlackBerry 8800 hay BlackBerry Bow 9000. Sau đó, khi làn sóng smartphone màn hình cảm ứng tràn lên, thị phần của hãng bắt đầu giảm dần. Dù đã sửa sai bằng các mẫu máy chạy BlackBerry OS, đến năm 2016, khi thị phần dưới 1%, hãng thông báo đóng cửa mảng phần cứng. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, điện thoại Huawei vẫn còn đường sống. Sau khi giấy phép kinh doanh tạm thời giữa Huawei và Google chính thức hết hạn vào ngày 14 tháng 8, xuất hiện thông tin cho rằng smartphone của thương hiệu đến từ Trung Quốc không thể tiếp tục sử dụng Android. Tuy nhiên, phát ngôn của hãng trên Twitter đã bác bỏ nghi ngờ này. Không ảnh hưởng gì đến những thiết bị hiện có. Tài khoản Twitter Huawei Mobile trả lời câu hỏi người dùng về việc cập nhật Nova 5T. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ bản cập nhật phần mềm và bảo mật cho các thiết bị của mình. Như thông lệ, Huawei bị chính quyền Mỹ đưa vào danh sách cấm vận từ tháng 5 năm 2019, kèm cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, làm gián điệp và đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc nhiều lần phủ nhận. Huawei vẫn sử dụng được phiên bản mã nguồn mở của Android AOSP, nhưng không có giấy phép dùng các dịch vụ của Google, đặc biệt là kho ứng dụng Play Store. Hãng di động lớn nhất toàn cầu quý 2 năm 2020 chữa cháy bằng cách cài sẵn Huawei Mobile Service HMS. Dịch vụ này cũng thường xuyên được cập nhật. Khách hàng sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật phần mềm và dịch vụ nhờ vào cộng đồng mã nguồn mở và khả năng R&D tiên tiến của chúng tôi. Huawei cho biết, trên điện thoại cài đặt Play Store từ đầu, tất cả ứng dụng đã tải xuống và các dịch vụ khác của Google sẽ tiếp tục được cập nhật. Đối với điện thoại không có Play Store, các ứng dụng và bản cập nhật mới được quản lý thông qua Huawei App Gallery đi kèm. Hãng thông tin thêm. Và vậy thôi, vừa rồi thì cũng đã là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn gửi tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.